Rồi, chào tất cả mọi người đến với video của em nhé. Hiện tại em đang quay cho anh em xem một tấm chiếu gõ Epoch 5P. Hàng này cực kỳ là em luôn. Thì hiện tại kích thước của nó đang là rộng 1m92. Rộng là 1m92 nhé. Dày 21 và dài là 3m để 2 phân. Hàng này là em chưa có phun bóng nữa. Hàng này chỉ mới làm nguội thôi. Mà rất là đẹp rồi. Đây, cái này là hàng bì tự nhiên anh em nhé. Này, hàng đã khoan cùm cho anh em, hàng khoan cùm chắc chắn cho anh em. Thì nó dài tới 21 phân là cực kỳ là dài rồi. Thì cái tấm này thì lỗi thì nó vẫn có một ít. Thì đây, nó có lỗi nút dăm ở đây này. Nhưng mà thợ em mà đã xử lý hết rồi. Bây giờ em quay như thế này thì anh em không có nhìn thấy đúng không? Thì tại vì là nó có lỗi nút dăm nhưng mà thợ em là đã xử lý đẹp cho anh em luôn rồi. Thì nói chung hàng có lỗi như thế nào thì em sẽ báo thế đấy. Nói thật cho em, nếu mà như cái bộ này bây giờ em quay như thế này mà em bán hàng không lỗi thì như mình những người mà người ta chuyên nghiệp lắm á, thì người ta mới nhìn ra chỗ lỗi thôi. Còn như những vị khách mà ví dụ như những người mà mua về tiêu dùng á, nếu mà em không báo thì mọi người cũng không bao giờ biết được cái lỗi của nó là chỗ nào đâu. Đấy, thì anh em mà nói chung thì em bán á, em bán kể cả khách, nói chung là khách nào cũng vậy, là em bán, nói chung là em sẽ báo hết lỗi cho anh em. Thì nói chung cái tấm này thì nó rộng 1m92, dày 21, dài là 3m02, 3m02 nhá. Thì nói chung cũng gần Tết rồi, thì em bán cho anh em với giá là 95 triệu là 3 ship cho anh em, 95 triệu là em ship toàn tập cho anh em nhá. Cái này thì nó chỉ có nước dăm thôi, còn ngoài ra thì hàng bìa nhá, hàng bìa không có tim phổi gì hết. Anh em nào nếu mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua Zalo của em là 0333388 79 nhá. Rồi giờ em sẽ quay tổng thể cho anh em xem nhá. Anh em có thể nhìn thấy đầu nhá, đầu rất là êm luôn. Hàng này nói chung rất là chịu nhiệt luôn ấy. Nói chung là tại vì ánh sáng nó hơi chói một tí nên là quay nó không có được rõ anh em nhé. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Lúc mà có ánh sáng và nhìn màu rất là đẹp luôn mà anh em có thể nhìn thấy nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì hàng ngay chỗ đây thì nó có ít đường nước dăm thôi, ngoài ra thì nó không có bị tim phổi gì hết, hàng chuẩn bìa luôn. Đấy là em bán, nói chung thì em bán thì có sao là em báo hết cho mọi người ạ. Còn anh em ví dụ như mà anh em cảm thấy mà hàng đã BU rồi á, ví dụ như bây giờ em báo lỗi nha, ví dụ em báo lỗi có 1-2 đường nước dăm thì đấy, thì nếu mà anh em nào mà cảm thấy mà không tin tưởng mà ví dụ anh em thiếu chỉ lấy thì em có thể trà ra cho anh em xem luôn, đúng như lời em nói thì anh em mua, còn như không đúng thì anh em không cần phải mua. Đấy là một điều sự thật nhé. Rồi, em xin kết thúc video đây nha.